trong nét văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của một số dân tộc ở Việt Nam hoặc một số nước trên thế giới. Con chó là động vật thân thiết, gắn bó từ rất lâu đời với người chủ nói riêng, với con người nói chung. Những đức tính của chú chó luôn được tôn vinh như trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ. Với người dân Việt Nam, từ xa xưa đến nay, giữa con người và những chú chó luôn có sự gắn kết với nhau trong đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng, tâm linh và nghệ thuật. Để biết rõ hơn về điều này, xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện do Đức Anh kể nhé! Xin chào tất cả các bạn! Ngày mới chúc tất cả các bạn vui vẻ! Bây giờ, Đức Anh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện con chó nhà hàng xóm nhé! Bé rất thích chó, nhưng nhà bé chưa nuôi con nào! Bé đành chơi với Bún Bông, con chó của bác hàng xóm. Bé và Bún thường nhảy nhót, tung tăng khắp vườn. Một hôm, mái chạy, bé vấp phải một khúc gỗ và ngã đau, không đứng dậy được. Bé khóc, Bún nhìn bé rồi chạy đi tìm người giúp. Vết thương khá nặng nên bé phải bó bột, nằm bất động trên giường. Bạn bè thay nhau đến thăm, kể chuyện mang họa cho bé. Nhưng khi các bạn về, bé lại buồn. Thấy vậy, mẹ lo lắng hỏi, con muốn mẹ giúp gì nào? Con nhớ Cún. Câu chuyện tôi kể đến đây là hết.